bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lấy giả làm thật. Đức Khổng Tử nói, ngô vị kiến hiếu, đức như hiếu sắc giả giã. Nghĩa là, ta chưa thấy người nào chuộng đức hạnh như chuộng sắc đẹp cả. Đức Khổng Tử bấy giờ vì nhận thấy người mến chuộng đạo đức và hạnh kiểm thì không được chuyên tâm bằng kẻ yêu chuộng sắc đẹp, cho nên Ngài đã thở dài và than rằng, từ trước đến nay ta chưa từng gặp được người nào hâm mộ đạo đức giống như hâm mộ sắc đẹp vậy. Tôi thì chưa thấy có người nào mến chuộng Phật Pháp mà dụng công đến độ như mến chuộng tiền của cả. Các bạn xem, người mến mộ Phật Pháp dù ham thích Phật Pháp đến thế nào đi nữa thì cũng có lúc mệt mỏi. Lạy Phật, tụng kinh hoặc niệm chú hơi lâu thì cảm thấy mệt. Thế nhưng, nếu đi kiếm tiền thì dù không ăn, không uống, không ngủ, người ta cũng chẳng thấy mệt. Cứ nhìn những kẻ ham mê cờ bạc là biết, suốt ngày suốt đêm không nghỉ ngơi mà mắt họ vẫn ráo hoành, chẳng chút mệt nhọc. Tại sao con người lại có thể như thế được chứ? Đó là vì đối với những gì chân thật thì người ta không nhận thức được rõ ràng. Trái lại, đối với những thứ giả tạo thì họ lật đật chạy theo như vịt, đeo đuổi, tìm kiếm một cách điên cuồng, thật là điên đảo hết sức. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tối ngày 30 tháng 4 năm 1983. Ha ha ha,